Xin mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Copy Chuyện. Năm 1988, một nữ sinh trung học bị bắt cóc trên đường phố của tỉnh Saitama, Nhật Bản và bị giam giữ trong hơn 40 ngày ở Ayase, phường Adachi, nơi cô liên tục bị hành hung và cưỡng hiếp trước khi chết. Thi thể của cô gái được nhồi bằng bê tông và vứt ở một bãi rác ở vịnh Tokyo. Một vụ án tàn bạo chưa từng có trong lịch sử của Nhật Bản. Hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi diễn biến của vụ án kinh hoàng này qua video này nhé. Các bạn xem, đừng quên ấn nút đăng ký kênh, cũng như like, share, chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Các bạn có ý kiến gì thì vui lòng comment ở phía bên dưới. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Junko Furuta, 16 tuổi, là một thiếu nữ xinh xắn, tích cực tham gia hoạt động trường lớp tại Misato, tỉnh Saitama, Nhật Bản. Hiroshi Miyano, nam sinh ngổ ngáo, có liên quan đến Yakuza, băng đảng mafia nổi tiếng ở Nhật, phải lòng Furuta. Hắn ta là một người không ai dám chống lại. Nhưng Junko Furuta đã thẳng thừng nói không vào mặt hắn. Ngày 25 tháng 11 năm 1988, Miyano cùng ba thiếu niên tuổi từ 16 đến 18 bắt cóc Furuta khi cô bé đang trên đường về nhà và đưa cô đến căn nhà thuộc sở hữu của bố mẹ nam sinh Yo, một tên trong nhóm tại quận Ayase, Adachi, Tokyo. Hai ngày sau khi Furuta biến mất, bố mẹ cô trình báo với cảnh sát. Lo sợ vụ bắt cóc bị phát giác, chúng buộc cô gái gọi điện cho cha mẹ 3 lần trong khoảng thời gian từ cuối tháng 11 năm 1988 đến giữa tháng 12 năm 1988, nói rằng cô bỏ nhà ra đi đến ở nhà một người bạn và nhấn mạnh rằng cô không gặp nguy hiểm, không cần cảnh sát phải vào cuộc điều tra. Về phần phụ huynh của Joe đến thăm con trai một vài lần, nhưng Furuta bị ép giả vờ là bạn gái một trong những kẻ bắt cóc. Tuy nhiên, ngay cả sau khi phát hiện ra tội ác, họ cũng không có bất cứ hành động nào ngăn cản nhóm thiếu niên ngổ ngáo này vì lo sợ bị trả thù. Furuta bị giam trong tình trạng khỏa thân, bị hãm hiếp và tra tấn tàn bạo trong suốt 44 ngày. Những kẻ bắt cóc được cho là còn mời bạn bè đến xâm hại cô. Trong đó có Koichi Ihara, kẻ bị nhóm bạn bắt ép cưỡng bức Furuta. Sau khi về nhà, Ihara kể lại với anh trai và bố mẹ, nên họ quyết định báo cảnh sát. Hai cảnh sát được cử đến căn nhà của Joe, nhưng được chủ nhà thông báo rằng không có cô gái nào ở đó, thậm chí còn mời họ vào nhà xem xét. Hai cảnh sát này từ chối vì cho rằng lời mời đó là đủ để họ tin rằng cô gái không có trong nhà. Hai người này sau đó bị sa thải vì không tuân thủ quy trình. Bởi nếu họ vào khám nhà, Furuta có thể đã được giải thoát và bình phục. Trong những ngày còn lại, những kẻ bắt cóc cho Furuta ăn rất ít và còn bắt cô ăn rán, treo cô lên trần nhà và sử dụng như bao cát để đánh đập. Có lúc cô còn bị giữ trong tủ lạnh trong vài giờ hoặc bị bắt ngủ ở ngoài ban công. Furuta còn bị nhóm thiếu niên đánh bằng gậy gôn và thường bị dúi đầu xuống sàn nhà. Sau 10 ngày bị bắt cóc, Furuta không thể thở bình thường do tụ máu trong khoang mũi. Cơ quan nội tạng bị tổn thương khiến cô bị nôn sau khi ăn uống. Việc này không chỉ khiến cô bị mất nước mà còn kích động những kẻ bắt cóc, khiến chúng càng trừng phạt và đánh đập Furuta dã man hơn. Nhân thời cơ những kẻ bắt cóc đang nghỉ ngơi sau khi uống rượu, Furuta tìm cách gọi điện cho cảnh sát nhưng bị phát hiện. Chúng trừng phạt bằng cách châm lửa đốt bàn chân cô, khiến thương tích của cô càng trở nên nghiêm trọng. Trong những ngày địa ngục ở trần gian, Furuta đã van xin kẻ bắt cóc
ban cho cô cái chết, nhưng chúng không muốn giải thoát cho cô dễ dàng như vậy. Ngày 4 tháng 1 năm 1989, chúng cùng cô chơi mặt trượt. Cô chiến thắng và khiến những kẻ bắt cóc, phát điên, hành hạ và châm lửa đốt, khiến Puruta qua đời vào hôm đó. Những kẻ giết người đặt thi thể cô gái trong một chiếc thùng, đổ bê tông vào và phi tang ở Kyoto, Tokyo. Khi biết tin con gái bị sát hại, mẹ của Puruta ngất xỉu và sau đó phải điều trị tâm lý. Bốn thủ phạm sau đó bị bắt và hầu tòa. Tòa không nêu rõ danh tính của những kẻ bắt cóc vì họ là trẻ vị thành niên. Tháng 7 năm 1990, tòa án kết án kẻ cầm đầu Hiroshi Miyano 17 năm tù và những kẻ đồng lõa từ 3 đến 8 năm. Kẻ cầm đầu và hai trong ba tên đồng lõa đã kháng cáo. Chủ tọa phiên tòa sau đó quyết định tăng bản án vì xét đến yếu tố ảnh hưởng với gia đình nạn nhân và tác động với xã hội. Kẻ cầm đầu cuối cùng lĩnh án 20 năm tù, mức tù cao thứ hai sau chung thân ở Nhật. Joe bị giam trong nhà tù vị thành niên 8 năm trước khi được thả vào tháng 8 năm 1999. Tháng 7 năm 2004, Joe bị bắt vì hành hung tình địch và khoác lác về tội ác hắn từng gây ra. Y bị kết án 7 năm tù. Vụ tra tấn và giết hại Junko Furuta đã gây phẫn nộ tại Nhật Bản và thường được gọi là vụ sát hại nữ sinh bị đổ bê tông. Khi nghe qua vụ án, không chỉ cả nước Nhật rùng mình sợ hãi, mà chúng ta đều cảm thấy căm phẫn những hành vi vô nhân tính của những kẻ thủ ác. Do sự tàn bạo và những hình thức tra tấn dã man mà cô gái phải chịu đựng trước khi chết, vụ án thương tâm này có lẽ không nên nhắc lại. Nhưng qua vụ án, hy vọng sẽ là lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người để tránh xảy ra những sự việc tương tự. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo.